Câu chuyện số 45. Chăn làm ấm cho người hay người làm ấm cho chăn? Trong một ngôi chùa cũ nát, một chú tiểu chán nản thất vọng nói với hòa thượng: "Thầy ơi, ngôi chùa bé xíu này của chúng ta chỉ có con và thầy. Lúc con xuống núi hóa duyên, người ta đều dùng những lời lẽ cay độc để nói con. Họ nói con là hòa thượng hoang tiền. Hương dầu mà họ cho chúng ta lại càng ít hơn. Hôm nay con đi hóa duyên trời lạnh như vậy mà chẳng ai lỡ mở cửa cho con, cơm chay xin được cũng chẳng được. Làm sao để xây một ngôi chùa trăm gian, chuông kêu không dứt, điều thầy nói khó mà thực hiện được." Lão hòa thượng không nói gì, chỉ nhắm mắt và yên lặng lắng nghe tiểu hòa thượng thao thao bất tuyệt. Một lúc sau, vị sư già mở mắt và hỏi: "Gió bấc thổi mạnh bên ngoài lạnh cóng, con thấy lạnh không?" Tiểu hòa thượng run rẩy nói: "Con lạnh, hai chân con tê cóng cả rồi." Lão hòa thượng nói: "Vậy chi bằng chúng ta đi ngủ sớm đi." Lão hòa thượng và tiểu hòa thượng tắt đèn, chui vào trong chăn ngủ. Một lúc sau, hòa thượng hỏi: "Bây giờ con có thấy ấm không?" Tiểu hòa thượng trả lời: "Đương nhiên là ấm rồi, giống như ngủ dưới ánh mặt trời vậy." Lão hòa thượng nói: "Khi nãy, chăn bông để ở trên giường là lạnh, thế nhưng khi có người nằm vào lại trở lên ấm áp. Con thử nói xem, là chăn bông sưởi ấm cho người hay người sưởi ấm cho chăn bông?" Tiểu hòa thượng mỉm cười: "Sư phụ, người thật hồ đồ. Chăn bông làm sao có thể sưởi ấm cho người được? Phải là do con người làm chăn bông ấm lên mới đúng chứ." Lão hòa thượng giải thích: "Nếu chăn bông không làm cho chúng ta ấm áp mà phải dựa vào chúng để ấm lên, vậy thì chúng ta đắp nó lên để làm gì?" Tiểu hòa thượng suy nghĩ một chút rồi nói: "Mặc dù chăn bông không thể cho ta ấm áp, nhưng cái chăn đấy có thể giữ ấm cho ta, khiến ta ngủ thoải mái." Trong bóng tối, vị sư già mỉm cười đầy ẩn ý: "Chúng ta là hòa thượng tụng kinh, đánh chuông, chẳng phải giống như người nằm dưới chăn bông sao? Nhưng chúng sinh kia chẳng phải họ là một cái chăn bông dày đó sao? Chỉ cần chúng ta một lòng hướng thiện, thì chiếc chăn bông lạnh như băng kia cuối cùng cũng sẽ được chúng ta sưởi ấm. Lúc đó, cái chăn bông dày kia cũng sẽ biết giữ ấm cho chúng ta. Chúng ta ngủ trong cái chăn bông như vậy chẳng phải rất ấm áp sao? Ngôi chùa ngàn gian, tiếng chuông chùa ngân vang không ngớt, còn có thể là trong mơ sao?" Tiểu hòa thượng nghe xong liền bừng tỉnh mà hiểu ra hết. Bắt đầu từ hôm sau, tiểu hòa thượng đều dậy rất sớm đi xuống núi hóa duyên. Dù vẫn gặp phải những lời ác như trước đây, tiểu hòa thượng vẫn giữ lòng thái độ nho nhã và lễ độ đối xử với mọi người. 10 năm sau, ngôi chùa một gian cũ kỹ của hai thầy trò dần trở lên rộng rãi theo thời gian, tăng nhân nhiều hơn. Hương khách xa gần tìm đến và chú tiểu ngày nào đã trở thành tư trụ trì của chùa. Câu chuyện về chiếc chăn bông đã chứa đựng trong một bài học vô cùng sâu sắc. Có những điều tưởng chừng như phức tạp không thể tìm được lời giải, thì đáp án lại ẩn ở trong những điều đơn giản. Chiếc chăn bông muốn trở lên ấm áp thì cần được dụng tâm, sưởi ấm trong một thời gian dài. Càng ủ lâu càng giữ nhiệt và tỏa ra nhiều hơi ấm. Cũng như khi bạn mở rộng tâm lượng sống bằng lòng vị tha, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những người xung quanh. Giống như tiểu hòa thượng trong câu chuyện trên, nếu vẫn giữ sự ghét bỏ trong tâm khi người khác cười nhạo mà sinh phiền não, toát ra nơi hành động và diện mạo thì sẽ không trở thành một vị sư chủ trì tâm đức như 10 năm sau. Vậy nên, khi bạn đối tốt với người khác, họ sẽ đối tốt lại với bạn. Trái lại, khi bạn hại người khác, họ cũng sẽ hại lại bạn. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. Chỉ có tình yêu thương chân thành, luôn mong ước giúp đỡ người khác mới là đường đem đến hạnh phúc thực sự. Khi mở rộng tâm lượng sống bằng lòng vị tha, ta có thể lan tỏa những dòng năng lượng tích cực, ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Tiểu Hòa Thượng trong câu chuyện đã cho chúng ta thấy rằng khi giữ vững lòng từ bi và lòng nhân ái, ta có thể thay đổi cả bản thân, cộng đồng xung quanh. Hãy tránh xây dựng hạnh phúc trên nền tảng của sự bất hạnh của người khác, bởi điều đó chỉ dẫn đến sự mất mát và căm hận. Chỉ có tình yêu thương chân thành và lòng từ bi luôn mong ước đem lại niềm vui và hạnh phúc thực sự cho mọi người. Khi ta yêu thương và từ bi, ta không chỉ làm cho chính bản thân mình hạnh phúc, mà còn lan tỏa niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Hãy để lòng từ bi và tình yêu thương làm nền tảng cho mọi hành động và quyết định của chúng ta, từ đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mà mọi người đều được sống trong hòa bình và hạnh phúc.